Cũng liệt cú trả đũa từ nga hoàng hải xin kính chào quý vị kính thưa quý vị khôn ngoan chẳng lại với trời sau những quyết định tưởng chừng là thực dụng và khéo léo thì thổ nhĩ kỳ đang dần dần nhận lấy hậu quả của mình sự nghiệp của ông erdogan có thể nói là đang phụ thuộc rất lớn vào thái độ của ông putin còn trên chiến trường cuối cùng thì có một vị tướng ukraine cũng đã thừa nhận kết quả thảm hại của cuộc phản công cùng với đó chúng ta sẽ điểm qua tình hình chiến trường trong vài ngày qua để xem cuộc phản công của Kiev thảm hại như thế nào. Không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cú đáp trả Nga dành cho Thổ Nhĩ Kỳ Như chúng ta đã biết, đối với Thổ Nhĩ Kỳ thì thỏa thuận ngũ cốc là rất quan trọng bởi vì nước này nhập khẩu một phần ngũ cốc của Ukraine đem về chế biến và sau đó cung cấp thành phẩm là bột mì cho các nước khác. Đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, việc ký kết thỏa thuận ngũ cốc là một bước đi chiến lược. Trước mắt, nó tạo ra thành tích tiền đề cho các cuộc bầu cử mới. Hơn nữa, Nhờ có thỏa thuận này, ông Erdogan cũng đã nhấn mạnh được vị thế của mình trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bây giờ đây Nga đã từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Biến cố mới này sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế và có thể dẫn đến việc đồng tiền của thổ nhĩ kỳ sụp đổ. Trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ lừa dối Nga, thực hiện các hành động liều lĩnh là thả tự do cho các chỉ huy của trung đoàn Azov vốn bị Nga coi là tổ chức khủng bố. Đặc biệt là khi Ankara đã từng cam kết sẽ quản thúc những kẻ này cho tới khi kết thúc xung đột nga ukraine nó đã khiến cho người Nga tức giận. Nói về kinh tế yếu kém của Thổ Nhĩ Kỳ, thì đồng lia của họ đã lao dốc không phanh. Điều này tạo ra một vụ bê bối lớn. Ông Erdogan bị cáo buộc đã phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vì các tham vọng của mình. Các chuyên gia đang đưa ra dự đoán về tình trạng tồi tệ của nền kinh tế nếu các cuộc đàm phán giữa Erdogan và Putin không thực sự thu hút được người Nga quan tâm. Dẫn tới hệ quả là đồng lia sẽ sụt giảm thảm khốc thêm 25-30% đến nữa. Trên thực tế, người Nga không có mục tiêu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Cái mà Moscow quan tâm là lợi ích quốc gia của mình. Nhưng mà họ lại không thu được bất kỳ một lợi ích nào từ khi tham gia thỏa thuận ngũ cốc. Còn kẻ thù của họ là chính quyền Zelensky thì kiếm được hàng tỷ đô la rồi dùng chúng để mua lại vũ khí và đạn dược. Có một thắc mắc đó là Nga đã biết thỏa thuận ngũ cốc không mang lại lợi ích gì cho mình. Nhưng mà tại sao bây giờ đây họ mới chấm dứt nó? Thực ra, có cách để giải thích cho việc này dù họ cũng hiểu rằng sẽ chẳng thể nào mong chờ gì từ việc phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản của Nga. Thứ nhất, các quốc gia Nam bán cầu thực sự phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu lúa mì của Nga và Ukraina. Phương Tây cùng với Liên hợp quốc thì luôn tuyên truyền rằng Nga phải chịu trách nhiệm về việc tăng giá lương thực và Moscow là nguồn cơn khiến cho thế giới chết đói, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Nga đương nhiên sẽ không thể bác bỏ những buộc tội này chỉ bằng lời nói suông. Do đó, Moscow phải dùng hành động để bày tỏ với thế giới, cả với những người bạn và đối thủ của họ rằng người Nga hiểu các vấn đề và sẵn sàng giải quyết chúng. Nhưng mà Nga thì không thể làm việc đó một mình. Nếu như phương Tây không tháo gỡ những trở ngại cho xuất khẩu nông sản của Nga, thì họ sẽ không chờ đợi mãi. Lý do thứ hai khiến cho Nga phải chịu đựng lâu dài tới như vậy đó là vì mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Nga, việc Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử là rất quan trọng và khi nó xảy ra thì nhu cầu gia hạn thỏa thuận cũng không còn cần thiết nữa. Mặc dù thỏa thuận có tầm quan trọng lớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ và họ biết cần phải làm mọi cách để khiến cho người Nga hài lòng với các điều khoản, thế nhưng mà ông Erdogan lại bất lực trong việc thúc đẩy phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga. Mặc dù vậy, có lẽ là Erdogan vẫn tin rằng Nga vì lợi ích ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ tiếp tục gia hạn thỏa thuận. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang mong muốn một cuộc gặp với ông Putin vào tháng tới và hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận để nối lại thượng vụ. Nhưng mà đến thời điểm này thì cơ hội cho điều đó có thể nói là không nhiều. Tất nhiên, trừ khi Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục được phương Tây cam chịu đáp ứng các điều kiện của Nga. Trong một kịch bản khác, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể trở mặt với Nga theo kiểu: việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ tiếp tục mà không cần có sự đồng ý của các ông. Về mặt lý thuyết thì tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ có thể hộ tống tàu Ukraine ra khỏi Odessa, nhưng mà điều này cũng có thể mang lại những rủi ro là xung đột quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì các tàu của NATO sẽ ở trong khu vực hoạt động đặc biệt của quân đội Nga. Moscow đã hơn một lần cảnh báo về việc không chấp nhận sự tham gia của các lực lượng vũ trang các nước NATO trong chiến sự ở Ukraine. Và ngoài việc bơm vũ khí cho Kiev, chẳng có ai trong liên minh này sẵn sàng tham gia đối đầu trực tiếp với Nga. Đương nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là ngoại lệ, và Ankara nhận thức rõ điều này. Cho nên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tránh tối đa nguy cơ cho một cuộc xung đột quân sự, hay ít nhất là sự sụp đổ trong mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Erdogan sẽ cố gắng để đàm phán với Putin nhằm nối lại thỏa thuận nó sẽ vừa giúp duy trì vị thế cực kỳ thuận lợi của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là trung gian thương mại và hậu cần giữa Nga và phương Tây, vừa giúp củng cố vị thế trong vòng đàm phán lớn mới giữa Ankara với phương Tây. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh NATO muốn kết nạp Thụy Điển vào tổ chức. Về phần mình, Nga sẽ tiếp tục trò chơi với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có nhiều chủ đề gắn bó chặt chẽ với nhau từ kinh tế cho tới địa chính trị, bao gồm cả đường ống dẫn khí đốt đến Syria. Đồng thời, việc dừng hay là nối lại thỏa thuận hiện tại cũng không liên quan gì đến kế hoạch của Nga ở Ukraine. Cuộc chiến này sẽ tiếp tục cho đến khi nhiệm vụ chính của nó hoàn thành. Cho dù là trước khi đạt được những mục tiêu này thì các tàu chở ngũ cốc của Ukraine có rời được Odessa thêm một thời gian nữa hay không, thì xét cho cùng, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến số phận của Ukraine theo bất kỳ cách nào. Cho dù là vũ khí của phương Tây hay là trò chơi của Thổ Nhĩ Kỳ, thì đều không thể cứu vãn được tình hình bi đát của Kiev. Khốc liệt, cú đáp trả từ Nga như chúng ta đã biết tổng thống nga vladimir putin đã hứa rằng nga sẽ đáp trả vụ khủng bố tấn công vào cầu crimea và mặc dù thực tế là một kế hoạch hành động cụ thể vẫn đang được phát triển bộ quốc phòng nga đã báo cáo về cuộc tấn công trả đũa đầu tiên trong đêm lực lượng vũ trang nga đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa theo nhóm bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các cơ sở chuẩn bị tấn công khủng bố nga bằng thuyền không người lái kênh telegram của bộ quốc phòng nga đã đăng tải thông tin này bộ này nhấn mạnh rằng tại khu vực nikolaev và odessa các kho nhiên liệu với tổng khối lượng khoảng 70.000 tấn đã bị phá hủy. Chúng là nơi cung cấp nhiên liệu cho các thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, các địa điểm sản xuất UAV cũng đã bị tấn công. Ông Peskov sau đó xác nhận rằng vụ nổ tại các cơ sở hạ tầng cảng Odessa là phản ứng của Nga đối với việc Kiev tấn công khủng bố vào cầu Crimea. Cộng đồng chuyên gia chắc chắn rằng những hành động này chỉ là bước đầu tiên của một chiến dịch đáp trả dài hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng Vấn đề này không có chỗ cho những quyết định vội vàng và hấp tấp. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua, ngày 18 tháng 7, thì Nga đã tung ra những đòn liên hoàn khiến cho Ukraine phải choáng váng. Và chúng ta sẽ lần lượt đến với các mặt trận đang có điểm nóng ngay sau đây. Giao tranh ác liệt trên mỏm đá Vremetsky Vào đêm hôm qua, dạng sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7, các phóng viên chiến trường Nga đã báo cáo rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở ngã ba Zaporozhye và Donetsk đã không dừng lại nhưng mà họ đang thay đổi chiến thuật để cố gắng chọc thủng đường cao tốc T0518 qua Staromayorsky đến Starolinitska và xa hơn nữa, nhằm cắt đứt tuyến phòng thủ của Nga trên khu vực Nam Danes, rồi tiến tới cắt đứt liên lạc trên bộ với Crimea theo hướng Mariupol. Quân đội Ukraine trong một thời gian dài không ngừng giáng những đòn pháo kích mạnh. Điều đó nhằm tạo ra bước tiến để chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga. Và đến ngày hôm qua, phía Nga báo cáo rằng các đơn vị được hỗ trợ bởi pháo binh đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của kẻ địch theo hướng Staromyoski. Tiêu diệt được một xe tăng và lực lượng bộ binh, nỗ lực chuyển quân của Ukraine trong khu vực Otyabr cũng đã bị cản trở. Máy bay trinh sát không người lái và hỏa lực pháo binh Nga còn phá hủy một chiếc xe bán tải của đối phương gần Maximovka. Họ cũng đã tấn công những nơi tập trung lực lượng trong khu vực Staromaoski. Và trong một cuộc đấu pháo, thì một khẩu liệu pháo MSTAB gần với Neskatny và một nhóm điều khiển Manpat ở phía tây của Makarovka đã bị phá hủy. Lục quân và không quân cũng đã phá hủy những nơi tập trung nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine ở Staromaovsky và Uzozane. Cuối ngày hôm qua, thì lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục cố gắng để tấn công theo hướng Danes, Krasnolimans và Juno Danes. Theo hướng Kubians, các đơn vị của nhóm quân phía Tây tiếp tục hoạt động tấn công thành công. Họ đã chiếm thêm được 2 km dọc theo mặt trận và đâm sâu 1,5 km vào khu vực đối phương kiểm soát. Nga cũng đã thành công trong việc phá hủy các cơ sở hậu cần của Ukraine. Đã có báo cáo thiệt hại của Ukraine ở vùng Kharkov. Kho đạn của Lữ đoàn 103 phòng thủ lãnh thổ đã bị phá hủy. Thiệt hại của Ukraine lên tới 65 chiến binh, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện và radar di động ATN-TPQ-50 do Mỹ sản xuất. Theo hướng Danes, 12 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi thành công. Nga còn phá hủy kho đạn của Lữ đoàn Bộ binh 79 Ukraine. Trong các cuộc chiến này, thì tổn thất của Ukraine theo hướng này lên tới 400 chiến binh, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe bán tải, một khẩu pháo M777 của Mỹ, ba pháo tự hành Grab của Ba Lan, pháo tự hành Gopnitska, hai khẩu MSTAB cùng với súng D20 và D30. Ba kho đạn của các lữ đoàn cơ giới số 23 và 33 của Ukraine cũng đã bị phá hủy tại các khu vực thuộc Zaproji Sau đó đã xuất hiện video cho thấy các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng tại mặt trận này. Tại hướng này thì phía Ukraine đã chịu thiệt hại lên tới 200 chiến binh. Ngoài ra, họ còn bị mất hai xe bọc thép, bốn xe bán tải, một lựu pháo MSTAB và một khẩu D44. Ở hướng Kherson, có tới 50 chiến binh Ukraina thiệt mạng, bốn xe bán tải, hai pháo MSTAB cũng như là pháo tự hành Acacia đã bị tiêu diệt trong ngày. Lực lượng không quân tên lửa và pháo binh Nga trong ngày qua cũng đã đánh bại 89 đơn vị pháo binh của Ukraina tại các vị trí bắn, tiêu hủy nhân lực và thiết bị quân sự ở 98 quận. Điều đáng chú ý là phòng không Nga còn đánh chặn được ba quả đạn himas MLRS và phá hủy 43 UAV. Vào sáng ngày hôm nay, nguồn tin chiến trường cho hay rằng quân đội Nga đã 3 lần cản phá các đợt tấn công của địch. Máy bay trinh sát đã phát hiện được vị trí tập hợp của các chiến binh lữ đoàn dù 25 Ukraine. Họ đã bị tiêu diệt bởi các cuộc tấn công của pháo binh và không quân Nga. Đồng thời, nỗ lực luân chuyển lực lượng thuộc lữ đoàn 21 cũng đã bị cản trở. Tên lửa chống tăng Nga còn tiêu diệt thêm một xe thiết giáp của Ukraine. Dạng sáng ngày hôm nay thì phóng viên chiến trường Nga còn báo cáo rằng đợt tấn công của xe thiết giáp NATO gần Orekhov đã bị đẩy lùi. Chỉ có hình ảnh của những chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley cháy rụi. chưa dừng lại đó, trong sáng nay, RIA còn đăng tải video cho thấy quân đội của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt thứ 83 trong 2 ngày đã tấn công 7 mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Bắc Mút bằng UAV Lancet. Trong phần đầu tiên của video, có thể nhìn thấy một trạm chỉ huy bị máy bay trinh thám phát hiện. Sau đó, nó bị tấn công bởi một UAV cảm tử. Tiếp theo là cảnh UAV Nga đã phá hủy hai khẩu lựu pháo của lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine nhận tin bi thảm Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, tư lệnh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Shishky, đã bày tỏ lo ngại về tốc độ hiện tại của cuộc phản công. Ông Shishky thừa nhận thẳng thắn rằng hoạt động không diễn ra nhanh như kế hoạch. Theo ông này, Chiến dịch tấn công đã được báo chí thảo luận rộng rãi như là một bước đột phá tiềm năng, nhưng mà trên thực tế thì nó không đạt được kết quả như mong đợi. Tướng Sisky phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thừa nhận điều này một cách công khai và lặp đi lặp lại. Trong đoạn video phỏng vấn với BBC, người ta có thể đọc thấy sự thất vọng trong ánh mắt của vị tướng. Trong khi đó, các chiến lược gia quân sự người Anh thì khăng khăng đòi hành động quyết đoán, nhưng mà trên thực tế, Kiev phải đối mặt với tình hình khắc nghiệt trên chiến trường. Tướng Ukraina thừa nhận Chúng tôi đã cố gắng để đạt được kết quả nhanh chóng một cách đầy tham vọng, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Tiến độ của chúng tôi không nhanh như mong đợi. Bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng nhằm chiếm đóng một số khu định cư nhất định, thành công của họ hóa ra chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, bởi vì các công sự chiếm được trong cuộc tấn công thì sau đó lại bị pháo kích dữ dội. Nhìn chung trên mặt trận thì phía Nga đang làm chủ chiến trường. Các mũi tấn công của phía Ukraine cũng như là các phương tiện khí tài của phương Tây đều bị tiêu diệt. Trong khi đó, thì truyền thông phương Tây Politico đã không ngần ngại chỉ ra rằng phương Tây còn thua nga trên một mặt trận khác. Trong báo cáo của mình, tờ báo nhấn mạnh đến bàn thua của phương Tây trên mặt trận ngoại giao. Theo Politico, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, các cộng đồng quốc gia Mỹ Latinh và Caribe mâu thuẫn giữa các nước đã xuất hiện vì lập trường của họ đối với Ukraine. Các cuộc nói chuyện thanh cao đã nhanh chóng bị dập tắt khi mà các nhà đàm phán EU cố gắng để thuyết phục các quốc gia Mỹ Latinh lên án nga vì hành động của họ ở Ukraine. Mặc dù đã phải trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng mà các bên không đạt được thỏa thuận nào. Hơn nữa, một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng những người tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ không thể đưa ra bất kỳ tuyên bố chung nào. Bài báo lưu ý. Bài báo còn viết rằng việc không thống nhất được văn bản của tuyên bố chung sẽ là một đòn giáng mạnh và uy tín của Liên minh châu Âu tại thời điểm khối này đang tìm cách để thống nhất tiếng nói trong và ngoài Liên hợp quốc để ủng hộ Ukraine. Những người tham gia cuộc họp đã dịu giọng đáng kể. Từ sự lên án mạnh mẽ đối với các hành động của Nga trước đây, thì bây giờ họ chỉ là bày tỏ sự quan ngại về cuộc xung đột. Ấn phẩm kết luận như vậy. Và vẫn còn một chút thời gian, chúng ta sẽ đến với tuyên bố của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa rằng nếu như Tổng thống Nga Putin bị bắt trên lãnh thổ của nước ông theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế, thì đồng nghĩa với việc Nam Phi đã tuyên chiến với Nga. Tuyên bố này nằm trong tài liệu gửi tới Tòa án cấp cao của tỉnh Gauteng, Tầng, Nam Phi và được Cổng thông tin News24 trích dẫn. Ông Ramaphosa nói rằng sẽ là không phù hợp với hiến pháp của chúng tôi nếu mạo hiểm gây chiến với Nga. Tôi có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp là bảo vệ chủ quyền quốc gia, hòa bình và an ninh của nước Cộng hòa. Ông ấy cũng nói thêm rằng hiện tại không có cơ sở pháp lý nào cho việc bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Putin. Và rằng nội các đã xác định rằng hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức theo cách mà Nam Phi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quốc tế của mình. Vào tháng tới thì Nam Phi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS, trong đó có thông tin Tổng thống Putin dự kiến sẽ tham dự. Trong khi đó thì Nam Phi là một quốc gia ủng hộ và tuân theo tài phán của ICC Tổ chức đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin Bây giờ đây Nam Phi tuyên bố rằng sẽ không thực hiện lệnh bắt giữ của ICC đối với các nhà lãnh đạo nước Nga Điều này cho thấy Nam Phi đã khước từ ICC Mặc dù chưa có một thông tin chính xác nào về việc ông Putin có tới Nam Phi hay không Nhưng mà lời khẳng định của Tổng thống Nam Phi một lần nữa cho các quốc gia vốn trung lập trong vấn đề xung đột Nga phương Tây hiểu rằng Cần phải đặt lợi ích của quốc gia mình, lợi ích của dân tộc mình lên hàng đầu bất kỳ một cuộc chiến nào đều là tổn thất giấu cho bên nào giành phần thắng và bình luận vừa rồi của chúng tôi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay quý vị nghĩ ông putin có bay tới nam phi hay không hãy để lại bình luận phía bên dưới video này nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo